nhiều nha. Quý vị thân mến, hiện tại chiều hôm nay cô ta đang có mặt tại ở địa chỉ là 51 đường Cao Thắng, quận 3 quý vị ơi. Đêm nay cô ta mới biết được ở nơi đây có gánh bánh mì nướng đó quý vị. Nhìn rất là hấp dẫn luôn. Thì cô ta muốn ghé lại chia sẻ đến với toàn thể quý vị nha. Quý vị đang nhìn thấy ở trước mặt đây là có hai chỉ nướng đó quý vị. Ở đây có một điều đặc biệt là những cái lát thịt, những cái chả thịt mà chỉ nướng quý vị. Nhìn nhỏ nhỏ xinh xinh rất là dễ thương. Đây, một bên là chị nướng, một bên là chị bán. Và bên đây là có anh đang đứng tính tiền giao cho khách. Ở đây thì có cái bảng giá là quý vị, từ 17 đến 20 nghìn nha. Dạ, ba mươi mấy năm rồi hả anh? Anh nói là ba mươi mấy năm rồi quý vị. Sau khi mà thịt được nướng bên kia chín đó quý vị thì sẽ đem qua đây nè để ở bên đây bán. Đây, quý vị đang nhìn thấy ở trong đây có dưa leo và ngò. Bình thường như vậy là mình bán từ mấy giờ đến mấy giờ vậy? 2 giờ tới 8 giờ rưỡi thôi. Dạ. Ở đây là thịt gì vậy chị? Thịt bò. Dạ, thịt bò. Thịt bò nhưng mà mình bằm rồi đúng không? Xay ra. À, mình xay rồi. Dạ. Làm tay thoăn thoắt. Đây cũng khá là nhiều thịt đó. Có thêm miếng dưa leo. Nhiều đó là bao nhiêu vậy? 20. Dạ 20. Như bây giờ là chuẩn bị giờ đi học về đó quý vị. Các bé đi học về cũng như là giờ chuẩn bị tan ca mà gia đình chưa kịp nấu cơm hoặc là các bé đói bụng á, thì đây cũng là một trong những cái địa điểm mà ta nghĩ là mình ăn tạm trước khi mình ăn tối. Ủa anh, cái bảng hiệu đây có phải của mình không? Không phải phải không? Đó buổi sáng. Dạ buổi sáng. À.
này nhìn nhỏ nhỏ dễ thương quá chị ha. Đây là gọi là miếng thịt tí hon đó quý vị. Nó nhỏ như vậy thì khi mà nướng nó sẽ nhanh chín rồi. Với lại ăn nó sẽ dai hơn nữa. Phía sau thì có một cái quạt thôi, thổi ra cho khói nó ra coi. Ở bên kia thì có canh bún rồi. Vậy là ba ổ không còn chua. Đây vậy, Phuta gọi một ổ bánh mì dùng nha. Ổ bánh mì của Phuta là có giá là 20.000 nè quý vị. Đó. Cái ngò nằm ở phía dưới nha quý vị, ngò nằm ở phía dưới nè. Đó. Có những lát thịt bò á. Đó, ở trong. Còn nóng giòn luôn quý vị ơi. Đó. Đó, quá trời luôn nè. Rồi. Bên đây là nước sốt ở bên đây nè. Đó. Để chúng ta lấy một miếng thịt này chúng ta ăn thử xem sao nha quý vị. Ăn thử riêng cái này xem sao. Mời quý vị nha. Đó. Bên ngoài nó còn hơi nóng. Hơi khô một chút xíu so với bên trong. Nghĩa là bên ngoài á hơi khô, thơm mùi xả. Lấy hai ổ. Nếu bạn ăn cái này không á thì cũng không có mặn lắm, nó nhạt lắm. Chắc là bỏ vào ổ bánh mì á thì mình xịt thêm tương á thì ăn nó sẽ mặn hơn. Còn nếu bạn ăn như vậy thì cũng không có mặn lắm. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ ăn ổ bánh mì này. Mời quý vị nha. Cái lòng đường nó còn giòn. Chưa đến thịt bóng vỉa. Tới rồi. Đây, cắn mài mới tới nè. Đó. Ớt của chị cay ghê. Bỏ bỏ chút xíu mà nó cay.
bị thêm biến nữa nha, chúng ta dừng nha. Có ăn nửa ổ quá, còn một nửa. Rồi, ta phải dừng ở đây chứ quý vị. Nhớ một quý vị có đi đến hẻm 51 đường Cao Thắng thì quý vị có thể ghé và nhìn thử. Một bánh mì như vậy là 20, từ 17 đến 20 nghìn. Ở trong thì có khoảng 7 đến 10 lát thịt. Nhìn chung thì bánh mì ở đây ăn hợp khẩu vị, ngon, vừa, không có mặn lắm quý vị. Đặc biệt là cái nước tương nó ngon. Còn thịt bò nếu mà ăn xong thì nó có cái lớp bề ngoài nó khô, ở trong thì nó mềm mềm, nó thơm mùi xà. Đây cũng là một trong những cái địa điểm mà ăn chiều quý vị có thể những cái lúc mà đang giữa chừng á, bữa lỡ bị 3 giờ 4 giờ quý vị đói bụng thì có thể ra đây nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều, xin chào và xin hẹn lại quý vị trong những clip tiếp theo của Vô Thảm. Bye bye.